Dự báo thời tiết 1 tháng 11, bão số 5 đi qua, Biển Đông có nguy cơ đón bão mới. Theo một số mô hình dự báo, một vùng thấp nằm trên giải hội tụ nhiệt đới, ngoài khơi Philippines, sẽ di chuyển vào Biển Đông, và có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, rồi thành bão. Cơn bão này tiếp tục gây mưa lớn cho nước ta. Theo bà Lê Thị Xuân Lan, nguyên phó trưởng phòng dự báo đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, hiện tại vùng thấp này đang có xu hướng mạnh lên. Trong khoảng từ ngày 2 đến ngày 3 tháng 11, sẽ thành áp thấp nhiệt đới hoạt động tại Biển Đông và di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc. Ngày 3 đến ngày 7 tháng 11, áp thấp nhiệt đới này có khả năng mạnh lên thành bão. Theo mô hình dự báo của Mỹ, cơn bão này di chuyển khá phức tạp, đường đi của bão sẽ lòng vòng trong Biển Đông, ra vào thất thường, trước khi đổ bộ vào đất liền. Theo dự báo, cơn bão mới có khả năng di chuyển vào khu vực đất liền từ đèo Hải Vân đến các tỉnh Bình Định, Phú Yên, đặc biệt các vùng từ thành phố Đà Nẵng đến tỉnh Quảng Ngãi, cần lưu ý. Nếu cơn bão mới này xuất hiện và hoạt động, sẽ gây thêm một đợt mưa rất lớn cho miền Trung nước ta. Thêm vào đó, bão xuất hiện vào thời điểm gió mùa đông bắc hoạt động mạnh, đây là yếu tố làm mưa gió càng lớn hơn. Hiện tại mưa do bão số 5 vẫn chưa dứt, hệ thống sông ở các tỉnh miền Trung đang đầy nước. Nếu tiếp tục mưa sẽ có nguy cơ rất cao xảy ra lũ, ngập lụt, sạt lở nguy hiểm. Dự báo cơn bão mới sẽ có vùng mưa lệch về phía bắc miền Trung so với cơn bão số 5. Nhận định về tình hình mưa bão trong những tháng cuối năm, bà Lan cho biết mưa bão có thể xảy ra dồn dập trong những tháng này, thậm chí kéo dài qua tháng 1 năm 2020. Theo trung bình hàng năm, thời điểm này giải hội tụ nhiệt đới, hay còn gọi là rãnh thấp xích đạo, đã di chuyển về vùng cận xích đạo. Nhưng do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nên hiện tại giải hội tụ này vẫn ở vị trí ngang qua Nam Biển Đông. Do đó rất dễ hình thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão, vì vùng biển này còn ấm. Nhưng cơn bão cuối năm sẽ có xu hướng xuất hiện ở phía Nam và ảnh hưởng tới các tỉnh từ miền Trung vào miền Nam. Bà Lan cho biết, tin mưa lớn diện rộng ở Bắc và Trung Trung Bộ. Hiện nay, ngày 1 tháng 11, do ảnh hưởng của rìa Tây Nam, lưới áp cao lục địa kết hợp với nhiễu động của đới gió đông trên cao hoạt động mạnh, nên trong 6 giờ vừa qua, lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 31 tháng 10 đến 1 giờ ngày 1 tháng 11, ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên, đã có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, có mưa to đến rất to như Kỳ Anh, Hà Tĩnh 90mm, Ba Đồn, Quảng Bình 63mm, Đồng Hới, Quảng Bình 51mm, Đông Hà, Quảng Trị 58mm. Dự báo, ngày và đêm nay, 1 tháng 11, ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, có mưa vừa, mưa to, riêng các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-250mm trên 24 giờ, có nơi trên 300mm trên 24 giờ, ngày mai 2 tháng 11 mưa giảm dần. Cảnh báo, từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 11 trở đi, mưa lớn có khả năng xuất hiện trở lại ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Cấp độ rủi ro thiên tai, cấp 1.